Night World năm 2022. Thì các thủ Viettel đang đứng ở vị trí thứ 2 dứt điểm. Quá đẹp mắt, đó là pha dứt điểm của Bảo Toàn. Đây, ngược lại đối với câu lạc bộ Viettel. Quá đẹp mắt. Không có cơ hội cho thủ môn Quang Thế Tài để cản phá. Bóng đi rất khó. Hy vọng với cầu thủ Hoàng Gia Lai ghi được bàn thắng quân bình tỷ số, trận đấu này sẽ diễn ra hấp dẫn. Còn câu lạc bộ Hà Nội họ toàn thắng. Cái kê rất nhanh. Dứt điểm không vào. Đó là pha thoát xuống của cầu thủ vừa được tung vào sân. Jobade. Một bàn thắng quá đẹp của Jobade. Một pha dứt điểm ở ngoài vòng cấm. Bóng đi tốc lưới và hạ gục thủ môn bên phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 6 của trận đấu. Viettel nhập cuộc tốt hơn và họ đã có những phương án phản công hay lên phía trên. Trước đó là đường truyền của Kai Kê dành cho cầu thủ được tung vào sân thay cho Trương Tiến Anh, đó là Nguyễn Đức Hoàng Minh. Nhưng Nguyễn Đức Hoàng Minh đã dứt điểm không thành công. Bóng bật ra đến vị trí của Giovane. Ngay lập tức cầu thủ người Brazil đã tung vào, tung vào dứt điểm rất mạnh và hạ gục thủ môn bên phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Một bàn thắng quá đẹp của Giovane. Ở 3 trận đấu thì các cầu thủ Hoàng Gia Lai đều có bàn thua, đều phải nhận bàn thua ở trong hiệp 1. Vấn đề lớn nhất của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đó là hàng thủ. Ở 2 trận đấu trước khi đối thủ pressing thì các trung vệ bên phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai họ luôn chuyền bóng sai, kể cả tiền vệ. Ở giải đấu này Văn Toàn và Công Phượng, Minh Vương, Lương Xuân Trường vẫn không có một phong độ tốt nhất. Đây là tình huống giành bóng và đi bóng tuyệt vời của Văn Toàn, nhưng pha đi bóng cuối cùng của anh là hơi dài. Rất may cho câu lạc bộ Viettel là thủ môn Quang Thế Tài đã ra bắt bài. Sau khi trải qua một giải đấu AFC Champions League thì phong độ của Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương và Brandao vẫn chưa có một thể trạng tốt nhất. Đây là Đức Chiến. Nguyễn Phong, Hồng Duy để mất bóng rồi.